Giờ chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với Israel để trải nghiệm một công nghệ khá là thú vị. Trồng lúa trên tường nhà hay là sử dụng nước sạch hàng ngày mà không cần đến bất kỳ một nguồn cung cấp nước nào. Những câu chuyện tưởng như là chỉ có trong tưởng tượng, giờ đây đã trở thành hiện thực bằng những công nghệ kỹ thuật hiện đại đến từ đất nước Israel. Điều tuyệt vời hơn là chẳng bao lâu nữa, người dân Việt Nam chúng ta cũng sẽ được trải nghiệm những công nghệ độc đáo này. Nhưng mà trước tiên thì hãy cùng với phóng viên của Chuyển động 24 giờ tìm hiểu các kỹ sư Israel đã làm nên điều đó như thế nào qua buổi triển lãm công nghệ nước và nông nghiệp diễn ra tối qua tại Hà Nội. Từ mặt đất lên tường, từ hiện tại đến tương lai, bất cứ loại cây trồng nào cũng có thể sống trên tường. Không trồng trên những cánh đồng ngập nước, mảnh ruộng thẳng đứng này được trồng ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Trong không gian đô thị ngột ngạt, những mảng tường lúa vẫn sống khỏe mạnh nhờ công nghệ cung cấp chất dinh dưỡng và thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp tưới nhỏ giọt. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được các kỹ sư nông nghiệp Israel chuyển giao tại Việt Nam. Từ khi gieo trồng cho đến lúc thu hoạch, toàn bộ hệ thống này được vận hành hoàn toàn tự động. Với phương pháp trồng lúa truyền thống của người Việt Nam thì thường tốn rất là nhiều nước cũng như là nhiều công chăm sóc. Tuy nhiên với công nghệ của Israel thì như quý vị có thể thấy là ở đây họ đã sử dụng những cái ống nước đưa vào từng cái bầu đất như thế này. Bên trong những bầu đất thì cũng sẽ có những cái cảm biến điện tử giúp báo cho cái hệ thống biết là cần bao nhiêu nước để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Cái hệ thống này được nối với một cái tủ điện. Bên trong là các cái van nước, các cái đường ống máy bơm nước giúp đưa chính xác cái lượng nước cần thiết đến từ gốc cây lúa cũng như là chất dinh dưỡng cũng sẽ được hòa trộn vào những cái hệ thống này để đưa vào gốc cây lúa. Công nghệ này hiện đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều thành phố lớn của Israel, vừa cung cấp lương thực, vừa góp phần điều hòa không khí và tạo nên những mảng xanh trong các khu đô thị. Với hơn 70% lãnh thổ là sa mạc, thiếu nước ngọt là một trong những vấn đề bức thiết mà người dân Israel gặp phải. Tuy nhiên với chiếc máy này thì chỉ cần cắm điện là đã có thể tạo ra tới 700 lít nước tinh khiết một ngày mà không cần tới bất cứ một nguồn cung cấp nước nào. Nước sạch được tạo ra hoàn toàn từ không khí. Đây là những kỹ thuật rất đặc biệt, có thể làm thay đổi cách mà mọi người đang sinh sống trên thế giới chỉ với một mẫu thử nhỏ đã thu hút sự chú ý của nhiều người Việt Nam thì tôi tin là nó sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người khác nữa. Chúng tôi hy vọng sẽ được hợp tác với các bạn về công nghệ trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ mang đến nguồn nước tinh khiết cho người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới, khi xuất hiện tại Việt Nam, những cốc nước tạo nên từ không khí cũng mang đến sự ngạc nhiên thích thú cho những du khách lần đầu tiên được trải nghiệm. Chưa bao giờ em nghĩ là có chuyện này xảy ra, cái máy tạo ra được nước từ không khí, rất là bất ngờ khi mà tới đây. Trong khuôn khổ sự kiện văn hóa kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và Việt Nam, phía Israel đã tặng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội 2 chiếc máy lọc nước, đồng thời cam kết sẽ đầu tư xây dựng nhà máy lọc nước từ không khí tại Hà Nội. Theo tính toán của nhà sản xuất, một lít nước sạch tạo ra từ hệ thống này chỉ có giá khoảng 400 đồng. Với điều kiện tự nhiên nóng ẩm như ở Việt Nam thì sẽ còn rẻ hơn do tốn ít chi phí điện năng. Sang trọng và đẳng cấp, hoàn hảo như đá tự nhiên, gần gũi và tinh tế, thay thế hàng ngoại nhập. Gạch granite công nghệ thấm muối tan và vi tinh kim cương. Sản phẩm cao cấp chỉ có ở CM.